Ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với Bí mật người nổi tiếng. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đến cho các bạn thông tin tiểu sử ca sĩ Lều Phương Anh. Lều Phương Anh là một nữ ca sĩ nổi tiếng. Sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam Idol 2010, cô để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi chất giọng trầm khàn rất riêng, nhưng nhiều năm trở lại đây đã dần ít xuất hiện trên sân khấu để tập trung chăm lo cho gia đình, con cái. Lều Phương Anh sinh ngày 31 tháng 8 năm 1985, từng đạt top 3 Việt Nam Idol 2010. Lều Phương Anh được sinh ra tại Hà Nội. Năm 1991, vì kinh tế gia đình khó khăn nên bố mẹ cô phải di chuyển liên tục giữa Hà Nội, Sài Gòn vì công việc. Vì vậy nên cô cũng phải chuyển trường mỗi năm. Lều Phương Anh sinh ra trong một gia đình vốn không có truyền thống về nghệ thuật. Trước khi theo đuổi con đường âm nhạc và nổi tiếng như hiện tại, cô đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại của trường trung cấp du lịch và từng có thời gian học tập ở Nhật Bản. Bởi vậy, vốn ngoại ngữ Anh Nhật của Lều Phương Anh rất thành thạo. Năm 2010, tên tuổi nữ ca sĩ quê Hà Nội được chú ý tới sau khi về nước và tham gia chương trình Việt Nam Idol mùa 3. Cô đã lọt vào đến top 3 chung cuộc, gây ấn tượng mạnh cho khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp, giọng ca đặc biệt cùng những màn trình diễn ấn tượng. Bước ra từ sân chơi Việt Nam Idol, Lều Phương Anh sau đó tiếp tục phát triển theo con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và cho ra mắt nhiều sản phẩm rất đầu tư. Thể loại mà nữ ca sĩ 8X thể hiện là bolero, trữ tình, buồn, da diết. Một số ca khúc nổi bật mang đậm màu sắc âm nhạc của Lều Phương Anh phải kể đến như Em Vẫn Còn Yêu, Yêu Trong Cô Đơn, Mình Yêu Từ Bao Giờ, Em Vẫn Đợi Anh Về. Năm 2017, nữ ca sĩ tham gia chương trình Người Hát Tình Ca và lại một lần nữa dừng chân ở top 3. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Lều Phương Anh đã khẳng định được tài năng cùng định hướng âm nhạc của mình trên đường đua pop đầy thăng trầm, đồng thời sở hữu một lượng fan đông đảo. Hiện tại, cô không chỉ nhận lời đi biểu diễn mà còn kinh doanh online. Dù bận rộn là thế nhưng giọng ca Em Vẫn Còn Yêu luôn dành thời gian, tình yêu của mình cho đam mê âm nhạc cháy bỏng. Lều Phương Anh quyết định trở lại bằng ca khúc Yêu Trong Cô Đơn do nhạc sĩ Mạnh Thái sáng tác. Anh là người đã cùng cô làm việc và hợp tác trong rất nhiều sản phẩm trước đây, như các single, MV và album tình ca Lệ Vô 1, album Lời Ru Cho Con. Sản phẩm âm nhạc lần này cả hai cũng đều dành rất nhiều tâm huyết. Nữ ca sĩ cũng cho biết đây là món quà mà cô muốn gửi tặng đến các khán giả và fans hâm mộ để kỷ niệm chặng đường 8 năm đến với sự nghiệp ca hát và đạt giải trong cuộc thi Việt Nam Idol. Ca sĩ Lều Phương Anh từng làm lao công ở Nhật. Có lẽ nhiều người chưa biết, trước khi tham gia cuộc thi Việt Nam Idol, Lều Phương Anh từng có gần chục năm thà phường nơi đất Nhật. Cô đã từng quét tuyết, rửa bát, làm lao công để kiếm tiền chữa trị vết thương. Năm 14 tuổi cô bị tai nạn xe máy khiến mũi, đầu gối, tay, ngón chân đều bị gãy. Còn xương hàm bị nứt khiến cô phải trải qua 7 lần phẫu thuật. Ngồi xe lăn và sau 2 năm tập vật lý trị liệu mới có thể đi lại được, nhưng chân rất yếu. Vết sẹo dài hơn 20cm trên đầu gối khiến cô rất tự ti không dám mặc váy ngắn. Năm 2001 Phương Anh quyết định sang Nhật để chữa trị vết thương. Ngày đầu tiên đến Nhật nữ ca sĩ đã gặp chuyện không suôn sẻ. Các tuyến đường đều dừng do gặp trục trặc, cô chỉ còn 1.000 yên Nhật trong người, khoảng 136.000 đồng Việt Nam. Ngày ra đi, Phương Anh tự hứa sẽ có ngày cô quay trở lại Việt Nam để thực hiện ước mơ. Phương Anh tâm sự, tôi ra đi vì biết lúc đó tôi chưa đủ lực. Tôi muốn rèn luyện bản thân thật chín chắn để thực hiện ước mơ, thật vững vàng trước những tác nhân không hay bên ngoài. Sau bao năm bươn chải xứ người, khi nghe tin Việt Nam Idol trở lại, tôi nghĩ cơ hội để sống với ước mơ của mình đã đến. Tôi không chọn cách vội vã chạy theo đam mê, rồi dùng chút tiếng tăm để thuyết phục ba mẹ. Tôi đã sang Nhật, sống và tôi rèn bản thân để ba mẹ thấy tôi trưởng thành hơn. Khi tôi quyết định trở về Việt Nam, trở về với đam mê ca hát mãnh liệt, ba mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ tôi. Thanh sắc mà tôi có sẽ là bột và đường, sự cổ vũ của khán giả sẽ giúp tôi làm nên những chiếc bánh hảo hạng cho bữa tiệc âm nhạc của nước nhà. Sự ủng hộ của mọi người sẽ đưa tôi đến gần hơn với ước mơ cháy bỏng bao năm của mình. Không đủ tiền để bắt xe đến nhà người thân, cô quyết định lấy quần áo làm gối, làm chăn và thức trắng đêm ở ga tàu đợi đến sáng hôm sau. Cô cũng không dám mua nước hay đồ ăn vì sợ điện thoại hết pin thì không có tiền gọi cho người thân. Những ngày sau đó cô vừa đi học tiếng Nhật vừa đi làm kiếm tiền để chữa trị. Cô từng gọt rau củ trong siêu thị, quét tuyết đêm, rửa bát, giao hàng với giá 600 đến 800 yên trên hát, khoảng 80 đến 100 nghìn đồng Việt Nam. Phương Anh chia sẻ khi còn nhỏ cô được sống trong nhung lụa. Đến năm 14 tuổi gia đình xảy ra sự cố về tài chính. Để làm vui lòng bố mẹ, cô từ một cô bé coi việc học là cực hình đã vươn lên thành học sinh xuất sắc khiến thầy cô bất ngờ. Cuộc sống hôn nhân của Lều Phương Anh trái ngược sự nghiệp ca hát thăng hoa, chuyện đời tư tình cảm của Lều Phương Anh lại gặp không ít những thăng trầm. Lều Phương Anh từng có một cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm ở Nhật.
Họ quen nhau khi anh ấy đón con giúp cho người bạn ở trường mầm non. Họ bắt đầu nói chuyện và thấy tính cách hợp nhau. Trong một lần bị tai nạn, cô được anh đưa sang Nhật để chữa trị. Trong thời gian trải qua điều trị, Lêu Phương Anh vẫn rất tự ti về đôi chân không lành lặn của mình, nên cô thường tham gia các hoạt động tình nguyện và lớp học chăm sóc trẻ em. Cô gặp được anh chàng người Nhật và họ trở thành bạn. Đến tháng 12 năm 2003, giọng ca xuất thân từ Việt Nam Idol và chàng trai người Nhật ấy đã bắt đầu chớm nở khi người đàn ông mở lời hỏi về ước mơ đi lại bình thường của cô. Lêu Phương Anh hiểu được sự đồng cảm và nhận ra những rào cản cho sự nghiệp người mẫu của mình. Cô đã cùng người đàn ông này đến Nhật và cùng nhau điều trị cho đôi chân. Phương Anh chia sẻ cô chọn người đàn ông đó vì anh sắp xếp hết mọi thứ cho cuộc đời của cô mà không cần phải làm bất cứ gì cả. Cô quyết định ở lại Nhật đi làm và cùng anh ấy dành tiền chữa chân. Điều ước của em sẽ thành hiện thực và 3 ngày sau tôi có visa. Người đàn ông đó tôi chọn bởi vì họ luôn sắp xếp hết cho cuộc đời tôi mà tôi không cần làm gì cả. Nữ ca sĩ từng nghẹn ngào chia sẻ trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, một đám cưới đẹp cùng người mình yêu tưởng chừng như là cái kết có hậu cho cuộc đời cô, thì sau gần 7 năm chung sống, cả hai vẫn không thể có con. Ngay lúc này, chồng cũ được thăng chức và trở về nhà ít hơn. Đến một ngày tôi biết anh ấy đã có hình ảnh cô gái khác trong lòng. Lêu Phương Anh tâm sự, nữ ca sĩ đã viết đơn ly hôn và về nước tham dự cuộc thi nhờ sự động viên từ bạn thân rằng phải sống theo con tim mách bảo. Mặc dù chồng cũ sau đó sang tận Việt Nam tìm kiếm, nhưng giọng ca tình xưa đã chọn cách buông tay người từng đầu ấp tay gối. Sau biến cố tình cảm, bà mẹ hai con cho biết mỗi lần về Việt Nam, người đàn ông này đều tìm và muốn cô theo đuổi nghiệp hát. Anh ấy về Việt Nam tìm tôi và ủng hộ tôi không bao giờ được từ bỏ việc hát, bởi chính tôi đã từ bỏ anh ấy để chọn âm nhạc. Lêu Phương Anh chia sẻ, 5 năm sau, người hâm mộ đồng loạt chúc mừng khi nữ ca sĩ tiết lộ đang mặn nồng bên bạn trai doanh nhân. Nữ ca sĩ quen ông xã trong một lần ra Hà Nội chơi cùng bạn thân Vũ Hoàng Điệp. Anh từng ly hôn và có một con trai đang du học ở nước ngoài. Cô nói với bạn trai mình về đám cưới rằng, đám cưới cũng chỉ là hình thức, quan trọng nhất là cả hai sống với nhau có hạnh phúc không. Họ sống chung, không đăng ký kết hôn, cũng không tổ chức hôn lễ và có với nhau đứa con gái đầu lòng, tên là Nguyễn Tuệ An. Tuy nhiên, đến giữa 2018, thông tin nữ ca sĩ chia tay người ấy sao hơn, bà nằm gắn bó khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Bởi, dù chưa làm đám cưới nhưng tại thời điểm đó, họ đã có với nhau hai mặt con chung và bé thứ hai mới 9 tháng tuổi. Theo lời cựu thí sinh Việt Nam Idol 2010 chia sẻ, lý do đổ vỡ là vì trong quá trình chung sống, cô và bạn trai không còn chung chí hướng và tiếng nói nên quyết định cho nhau lối đi riêng. Hiện tại, Lêu Phương Anh đã hạnh phúc bên tình mới nhưng lại quyết định giấu mặt người đàn ông này trước truyền thông. Cuối năm 2021, giọng ca Em Vẫn Còn Yêu Con bất ngờ đăng tải clip hậu trường chụp hình và tự tin xuất hiện với vòng hai lớn bất thường. Ngay khi được dân tình nhanh chóng nhận ra, Lêu Phương Anh cũng không ngần ngại thừa nhận mình đang mang bầu lần 3 ở tuổi 36. Nữ ca sĩ còn tiết lộ thêm em bé có biệt danh thân mật là Voi. Rất nhiều người gửi lời chúc mừng tới gia đình Lêu Phương Anh và khen ngợi bà mẹ trẻ vì vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp, thon gọn dù sắp lâm bồn. Lêu Phương Anh bị tố có thai với nhân tình. Mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng bị tố có thai với nhân tình. Người ấy không ai khác là Lêu Phương Anh. Tên gọi của cô được réo khắp các trang Facebook. Thông tin này xuất phát từ một bài đăng trên Facebook tố cáo nữ ca sĩ có thai với nhân tình, đặc biệt ghi rõ cô có 3 con với 3 người đàn ông khác nhau. Bài viết cho rằng Lêu Phương Anh là tiểu tam trong gia đình mình. Việc nữ ca sĩ có thai với người thứ 3 khiến cho chính thức phải đi điều trị tâm lý. Trước sự dậy sóng của dư luận, Lêu Phương Anh đã thẳng thừng lên tiếng đáp trả. Cô nhanh chóng đăng bài dằn mặt với người đó và cho rằng người đó vu khống mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.